Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Financial Doctor do chị Gina phụ trách. Và chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên mạng sóng của VNTV 57.3. Kính mời quý khán giả đón xem vào lúc 6 giờ chiều và gửi lời chào đến chị Gina cũng như là quý khán giả. Chào Phương Thảo. Gina xin thân ái kính chào quý khán giả đang xem băng tần 57.3. Dạ, và trước khi bước vào phần chia sẻ của chị Gina, cho Phương Thảo giới thiệu số điện thoại quen thuộc của văn phòng 714-209-5571, 714-209-5571 và địa chỉ văn phòng 12912 trên đường Brooker Street thuộc về thành phố Garden Grove 92810. Và kính thưa quý khán giả, chị Gina cũng đã lấy bằng Master, còn gọi là bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Và trước đó thì chị cũng đã lấy bằng về Đại học Quản trị Tài chính 4 năm. Và chị cũng đã làm việc cho văn phòng Financial Doctor của mình đã trên 8 năm kinh nghiệm, cũng như là hợp tác với lại đại diện cho khoảng hơn 20 hãng tài chính lớn của Hoa Kỳ. Và đây là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi thường xuyên gửi đến cho quý khán giả trong mỗi lần trò chuyện với chị Gina. Và thưa chị, trong cái chủ đề vừa rồi chị có chia sẻ về cái vấn đề mà chúng ta nên tiếp tục review lại, coi như là tổng kết lại cho cái năm 2022 vừa rồi về những cái biến động rất là nặng nề, không phải chỉ riêng cho đất nước của chúng ta không. Thì cái chủ đề mà chị đã đưa ra CPI cũng như là về cái food inflation, chị cũng đã có những cái lời giải thích rất là cặn kẽ, thì không biết là chị còn đưa tiếp cho quý khán giả để tổng kết về cái vấn đề gì nữa thưa chị. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình nói về cái phần lạm phát một chút xíu nha quý vị. Thì kỳ rồi đó, Gina chưa có nói hết cái phần mà CPI rồi lạm phát, thì mình chỉ mới nói được có chút xíu về thức ăn mà thôi. Thì hôm nay đó mình sẽ đọc sâu một chút xíu nữa, mình sẽ nói về Phương Thảo nghĩ mình nên nói về gì? Em nghĩ cái vấn đề mà mọi người đang quan tâm hiện giờ là tìm đâu ra tiền để mà đi chợ hay là đi mua thức ăn hay là đi đổ xăng. Xăng đi. Mình nói về đổ xăng đi. Gasoline á, bây giờ cũng là một cái vấn đề rất là trăn trở. Là tại vì á, mình sống ở xứ Mỹ này đó, ai cũng phải lái xe hết đó quý vị ơi. Mình không có đi xe đạp được, cho nên á, là mình cũng không đi bộ được. Thành ra là cái đó là một cái chi phí bắt buộc phải có. Thức ăn và cái xăng cổ đó thì đó bắt buộc là mình phải có. Mình thể nào mà mình bớt cái việc lái xe được, nếu mà mình có một cái công việc nào đó, dĩ nhiên mình cũng phải đi từ nhà cho tới chỗ đi làm và từ chỗ đi làm đi về nhà. Còn có thể mình phải đi mua sắm hoặc là mình chở con mình đi học, cho nên là cái chi phí đó không thể nào mà mình cắt bỏ được. Đó là cần chứ không phải là muốn, cho nên là hôm nay mình sẽ nói một chút xíu về gasoline, về xăng nha quý vị. Cái sự lạm phát của xăng nó như thế nào thì để mình sẽ đào sâu thêm một chút xíu. Thì năm 2022 đó bắt đầu cái giá xăng bắt đầu tăng lên từ từ. Thì nếu mà mình coi cái quá trình mà xăng ngày xưa đó 10-20 năm trước đó, nó rất là rẻ nha quý vị. Thì mình nói là thí dụ như giá xăng nha, 2001 giá xăng có 1 đồng 91 sen mà thôi. Nếu mình đổ 20 gallon thì đâu có nhiều, có hai mươi mấy đồng thôi. Rồi tới 2002 thì nó sụt xuống, nó còn 1 đồng 75, còn rẻ hơn nữa. Tới 2007 có nghĩa là cách đó sau 5 năm thì nó lại gấp đôi, nó 3 đồng. Rồi tới 2010 đó, 2010 đó thì nó cũng bao cái giá đó nó cũng có lên xuống gì cho lắm, nó khoảng 3 đồng 02, 3 đồng 03, nó lên xuống cỡ cái khúc đó thôi. Tại vì 2008 đó là cái năm đó cũng là recession, rồi market nó cũng bị rớt, nó cũng nhiều thứ nhiễu nhương giống như bây giờ. Thì giá xăng nó lên từ 1 đồng mấy đó, cách 5 năm sau đó thì nó lên khoảng 3 đồng mấy. Rồi tới 2020 đó nó lên 3 đồng 14 quý vị, có nghĩa là vài sen thôi. Cho tới 2021 đó mới thực sự là cái sự thay đổi lớn. Thì nó lên khoảng 3 đồng 50 mấy sen, 4 đồng 59 sen. Rồi 2022 đó thì nó xuống được chút, 4 đồng 41 sen. Rồi bây giờ nó xuống nó còn 3 đồng 97 sen. Có nghĩa là trong vòng 10 năm nay nó rất là có biến động về xăng. Cho nên đó cũng là những cái kinh tế, những cái mà xảy ra ở bên ngoài của nước Mỹ. Cho nên cái xăng nó mới là
ảnh hưởng lớn như vậy. Ảnh hưởng, nhưng mà thật sự khi mà tại cái vấn đề này là chị nói là về chia bình quân trung bình thôi, thì nó ra 3 đồng mấy cho cái năm nay, chứ còn thật sự là mình đổ ra vẫn còn cao chứ chị. Rất là cao. California của mình hiện tại, tại miền Nam của mình này, giá cũng là 4 đồng mấy. Chứ đâu có thể nào mà chia mà sàn ra. Có những nơi hiện tại bây giờ em thấy vẫn còn có 2 đồng mấy. Đúng rồi. Họ rất là xuống, nên là cái giá tùy theo cái chi phí, mà trong khi California cũng là một trong những cái thành phố gọi là đắt đỏ của Hoa Kỳ chứ đâu phải là không có, phải không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo, tại vì á cái số cái tiền mà mình nói chung chung á là Gina pick những cái gì đó nó nằm ở giữa. Mình chưa kể là mình đổ xăng loại gì nữa. Dạ đúng rồi. Loại tốt, loại vừa hay là loại mắc nhất. Dạ, đúng rồi. Cho nên á mình nói là mình nói chung chung, mình nói trung bình thôi, có nghĩa là ngày xưa đó cách đây 10 mấy năm giá xăng còn có phần nữa. Dạ, đúng. Bây giờ thì là gấp đôi. Cho nên là đã 10, nếu mình có tiền 10 năm trước mà mình vẫn để tới 10 năm sau, thí dụ mình nói ví dụ mình có 100 ngàn, 10 năm trước mình có 100 ngàn, 10 năm sau mình cũng có 100 ngàn, nhưng mà 10 năm trước đó, mình đổ xăng có 1 đồng mấy thôi, bây giờ mình đổ xăng phải 3 đồng mấy, thì có phải là 100 ngàn của quý vị nó chỉ còn có phần nữa mà thôi. Đúng rồi, chị. Phương Thảo nghĩ là cái đó là một cái ví dụ nó rất là dễ hiểu. Tại vì á, mình nói mà mình nói trên lý thuyết á, nó rất là khó hiểu quý vị. Và nếu mình đem được cái sự thực tế áp dụng vô đó thì mình thấy ồ, như vậy mình cũng cần tiền chứ đâu phải mình không cần tiền. Kỳ trước đó Gina có nói về á, là những người định về hưu thì có những cái cách mà biện luận cho cái về hưu là ồ, tôi về hưu rồi, tôi đâu có cần phải lái xe đi tới chỗ làm, tôi đâu có cần phải đi mua sắm quần áo, tôi đâu có cần phải ăn uống nhiều, tôi chỉ cần ngày 2 buổi là ok rồi, tôi cũng không có xài gì hết, nhà tôi cũng trả gần hết rồi. Nhưng mà mình về hưu á, mà mình cứ gói gọn ở trong cái một cái hộp nhỏ như vậy đó, thì dù sao đi nữa nó cũng rất là khó, không để có mà thoải thoát mái ra được cái chuyện đó. Đúng rồi, cho nên là nếu mà mình có cơ hội để mình làm cái số tiền của mình ra tiền thì tại sao mình không làm, phải không Phương Thảo? Dạ đúng chị. Thì quý khán giả nếu mà có những thắc mắc thì số điện thoại của chị Gina 714-209-5571 với những cái lời giải thích rất là cặn kẽ và rất là rõ ràng. Tại vì Phương Thảo cũng đã từng trong cái hoàn cảnh đó và hiện tại vẫn khó như vậy, và luôn nhờ sự tư vấn của chị Gina để mình biết cách là mình xây chuyển cái đồng tiền của mình như thế nào, và làm cách nào để mà mình có thể mình giúp cho cái đồng tiền của mình có thể nhiều hơn nữa, để mà mình có thể trang trải cho cái chi phí hiện tại của cái cuộc sống hiện tại bây giờ, khi mà mọi thứ nó coi như nó toàn có lên thôi, chứ nó xuống thì thật sự ra không được bao nhiêu, chút chỉ vài xíu chục thôi, sen thôi. Chút xíu thôi. Thì Gina cũng có nghe thí dụ như quý cô bác lái xe nói trời ơi cháu ơi biết không, bữa nay xăng nó xuống rồi. Thì mình check lại cái giá xăng đó ngày hôm qua, thí dụ nó là 4 đồng, tuần trước nó là 4 đồng đi, bây giờ nó là 3.99 thì nó xuống, thì chút, nó xuống chút có 1 sen thôi. Thôi cho nên là nó có xuống trong cái lên, thành ra là nhiều khi mình đừng có vội mừng là nó xuống rồi, tại mình quên là nó xuống có vài sen thôi, thì mình cũng không có để dành được bao nhiêu hết. Thành ra là nếu mà mình biết cách để mà mình làm cái tiền nó xanh soi nảy nở thì cái việc mà lạm phát đó, nó cũng rất là, có nghĩa là nó đỡ vất vả hơn quý vị. Có tiền dù sao đi nữa đó nó cũng đỡ hơn. Dạ, nếu thì mình cần tới nó. Nhưng mà một cái trong những cái vấn đề nữa mà em thấy là thật sự chị thấy mọi thứ đều tăng vọt như vậy, nhưng mà cái mức làm việc của mình, cái lương làm việc của mình, em muốn nói về cái mức sống của mình ấy, thì mình vẫn lãnh có nhiêu đó, chứ chưa có thấy được là có thể nhân như lương như thế nào. Mặc dù là có những cái luật mới nói rằng là sẽ được tăng lương như thế này như thế kia, nhưng mà sẵn đây đó Phương Thảo nói về cái tăng lương thì mình cũng sẽ cập nhật hóa cái phần tăng lương một chút xíu. Cái phần đó mình nói ra thì nó hơi buồn một chút xíu, là tại vì bao nhiêu năm nay rồi, nếu mình nhìn cái lịch sử tăng lương á, nó không có nhiều. Không có nhiều, nhưng mà so với những cái thời điểm mà trước khi mà xảy ra cái tình trạng giống như bây giờ, rồi dịch bệnh, rồi về lạm phát, về recession này đã đổ dồn vô một cái thời điểm như vậy, thì trước đó thì giống như em đã nói với chị là cái cuộc sống ở California nha, em không nói những tiểu bang khác, tại California mình thôi, thì mọi người cũng vẫn cảm thấy rằng là họ rất happy với cái cuộc sống này.
họ vẫn cảm thấy là thoải mái để mà họ có thể chi tiêu với cái số tiền đó, đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo, nhưng mà bây giờ cái thời gian mà vàng son đó đó, bây giờ nó không còn nữa quý vị ơi. Bây giờ đó cái tiền của mình đó, mình lãnh về, mình đi ra một cái vèo á, mình đi mua đồ ăn hoặc mình đổ xăng cái là nó đã cạn rồi. Cho nên là điều đó nó là một cái sự thực tế rất là phũ phàng bây giờ. Thành ra là mình nói là tăng lương, nhưng mà tăng được bao nhiêu? Tăng được 20 cent hoặc là 50 cent. Quý vị có nghĩa là rất là hài lòng về cái tăng lương mà 50 cent hay là 20 cent hay không? Họ đâu có tăng cho mình 5 đồng lương đâu. Đâu nếu có tăng được 2 đồng. Đồng lương cho một tiếng đồng hồ mà một ngày 8 tiếng như vậy là thử nhân với lại bao nhiêu số nha, bao nhiêu những người đi làm việc thì sẽ không chịu nổi đâu. Đúng rồi. Đó là một trong những cái lý do thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với quý khán giả về cái chủ đề mà lạm phát này. Thì trong vài phút quảng cáo thì xin quý vị vẫn hãy giữ hệ thống phân tử VNA TV, chúng tôi sẽ quay trở lại. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống phân tử VNA TV và vẫn đang xem chia sẻ của chị Gina trong chủ đề Financial Doctor. Và chúng tôi cũng quay trở lại về cái chủ đề lúc nãy, khi mà đang có một cái sự vướng bận và suy nghĩ nhiều về cái mức chi tiêu hiện tại của mình, đúng không thưa chị? Thì nãy mình có nói về cái vấn đề mà lương bổng ở đây, để mà mình có thể mình làm như thế nào. Thì không biết là chị là một trong những cái người làm về financial và rất là pro, tại vì không những chị làm cho văn phòng của chị mà chị còn cộng tác cho rất là nhiều những cái công ty của tài chính của Hoa Kỳ nữa, nên là chị sẽ nắm rõ về cái tình hình của Hoa Kỳ nhiều hơn là những người giống như là em. Đúng rồi Phương Thảo, dạ. Tại vì Gina hợp tác cho gần 24 hãng về finance trên nước Mỹ đó. Thì tất cả các mọi hãng đều có sự cập nhật hóa riêng của mình và có những cái bản báo cáo rất là chính xác về cái tài chính hiện tại của nước Mỹ, về recession, về inflation, về những cái rate return và thị trường stock market, rồi những cái công ăn việc làm, unemployment, rồi làm như thế nào để mà mình có thể mình chạy theo cái lạm phát. Cho nên là có những cái tin tức nó rất là chính xác cho quý vị để mà chia sẻ với lại quý đồng hương của mình. Dù sao đi nữa đó, nếu mà mình biết trước và mình có thể mình có một cái kế hoạch đó, thì ít nhất 10 năm nữa đó mình sẽ rất là, có nghĩa là mình sẽ rất là thoải mái để mà mình chạy theo cái kinh tế của nước Mỹ này. Thì theo quý vị cũng đã biết rồi, khoảng vài tháng trước đó, mình có một cái tin đó là California của mình sẽ tăng cái minimum wage lên một chút. Thì Gina đố Phương Thảo là tăng bây giờ đó là cái số minimum wage là bao nhiêu, Phương Thảo biết không? Hình như là cái lúc đó em đọc tin cũng là thời điểm đó nói là tăng theo giai đoạn thôi, từng năm thôi chứ không phải tăng một cái vèo lên đâu. Nhưng mà cái đỉnh điểm để tăng lên là khoảng chừng 15 đồng cho một tiếng hiện tại bây giờ. Đúng rồi Phương Thảo, thì nếu mình có một cái business á, là dưới 25 người đó, thì tăng là cái tiền minimum wage là 15 đồng. Còn nếu trên 26 người employee thì minimum wage là 15 đồng 50 cent. Thì nó tăng có 50 cent trong cái năm vừa rồi mà thôi. Cho nên nó cũng không có bao nhiêu đáng kể. Và thí dụ như Gina có nhiều người bạn đi làm rất là mừng gọi Gina: chị ơi, em có tin vui em báo cho chị nè. Hỏi tin gì vui vậy? Thì cổ nói là ôi em mới được tăng lương. Hỏi vậy em tăng được bao nhiêu? Dạ em tăng được 20 cent. Thì 20 cent hai đứa nói tiếng. Chuyện xong là ngồi cười. Tại vì cái đó là a joke, là cô biết là 20 cent không có đáng là bao nhiêu hết. Tại vì làm rất là cực. Và bạn của cái cô bạn của Gina đó thì cổ làm ở trong corporate, cho nên là cổ nói là cũng rất là bị depressed, rất là nhiều việc, tăng chức nhưng không tăng lương, và có thêm việc làm nhưng mà không có tăng lương. Thì cái cuộc sống như vậy nó cũng rất là mệt, là sau khi mình đi làm về rồi đó, mình cũng mệt mỏi nguyên một ngày nhưng mà cái đồng lương mình nhận được nó không có xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Cái đó cũng là một cái vấn đề có nghĩa là một sự quan tâm của một cái sự cả gia đình luôn, quan tâm rất là nhiều đối với lại quý anh chị em mà còn đang đi làm ở trong cái corporate hoặc là những cái private firm. Thì cái lương á quý vị,
cái năm mà để China có con số đây nha, cái minimum wage của 2001 đó là 6 đồng 25 sen, 6 đồng 25 sen. Rồi cái tới năm 2002 đó nó tăng lên được 50 sen là 6 đồng 75 sen. Rồi 2007 đó tăng lên được tới 7 đồng 50 sen. Có nghĩa là tăng mỗi năm á, có thể tăng lên khoảng 50 sen và nó bò chậm chậm từ từ cho tới 2008 đó, cái minimum wage lên được 8 đồng. Và fast forward cũng là chạy nhanh về bây giờ đó thì 9 năm sau, 2017 đó thì cái lương của mình nó lên minimum wage là 10 đồng 50 sen, 10 đồng 50 sen mà thôi. Rồi tới năm sau nữa đó là 18 thì nó lên được 11 đồng, 19 nó lên được 12 đồng, có nghĩa là tăng được 1 đồng. Rồi tới 20 đó, 2020 thì nó tăng được 1 đồng nữa là 13 đồng, tới 2021 tăng được 14 đồng, và 2022 đó tăng được 15 đồng. Rồi bây giờ 2023 tăng được 50 sen nữa quý vị, là 15 đồng 50 sen. Cho nên là nếu quý vị nhìn cái lịch sử mà tăng lương á, thì nó rất là nhỏ, rất là không đáng kể so với cái lạm phát hiện nay của mình. Thì mình có suy nghĩ gì về cái sự chênh lệch quá nhiều như vậy, trong khi inflation thì nó lên tới 9.1 mà cái tiền mà tăng lương á, thì nó lên nhích như vậy, thì làm sao mà mình chạy được với rất cái là khó inflation chị, tại vì thực sự trong cái năm mà mình gọi là cái đại dịch Covid 2020-2021 thì chính phủ cũng đã đổ tiền ra cho tất cả mọi người rất là nhiều. Chính vì vậy là mình thấy rằng là cái vòng xoáy mình cứ nghĩ là mình không bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau khi mà thời điểm đó thì đâu còn tiền để mà đổ ra nữa đâu. Đúng chị thấy rồi. Đúng không? Thì bây giờ tất cả mọi người phải tự bơi trong cái nguồn đó. Trong cái bể bơi này có nghĩa là mình bơi chỗ nào mình cũng bị đụng hết trơn á. Là tại chắc vì chắn nó chật quá, nó quá chật rồi. Tiền thì đã đổ ra rất là nhiều và mình cũng không biết là mai mốt á, khi mà mình về hưu với Phương Thảo mình còn tiền hay không, nó không biết mình có social security hay không, hay là mình có những cái tiền gì khác của chính phủ trả cho mình không, mình không biết. Cho nên á, cái cách hay nhất là mình sẽ tạo cái nhà băng cho chính mình, có nghĩa là mình tự làm ra tiền, và nếu mình có tiền càng tốt. Nếu mình không có tiền thì mình nên bắt đầu tích tụ từ bây giờ đi. Tại vì nếu mình còn trẻ mà mình để dành chừng 10 đồng, 20 đồng mỗi ngày đó, thì cái chuyện nó cũng không có khó đâu. Còn nếu mình đã có một số tiền nào đó, nó nằm ở nhà băng, nó nằm ở 401k, nó nằm ở IRA, mà không make được cái số tiền giống như mình mong muốn, và hoặc là nó đang rớt trong cái stock market, thì mình vẫn có những cái cách để mà mình bảo vệ cái tiền của mình. Hiện nay bây giờ đó quý vị, nó, họ có những cái hãng retirement đó, những cái hãng mà nó associate với lại state đó, có nghĩa là rất là an toàn để mà cho mình một cái số bonus để mình có thể mình catch up được cái lạm phát, và bắt đầu từ đó mà đi lên, mình không thấy mình sụt xuống một đồng một cent nào hết. Cái đó là sự bảo đảm. Thì nếu mà có những cái phần đó đó thì tại sao mình không có tìm hiểu cho, có nghĩa là cho nó rõ để mà mình không cần phải hối hận sau này là ồ, nếu mà tôi biết như vậy đó 10 năm trước tôi đã làm rồi, hoặc là nếu mà tôi biết như vậy đó thì tôi không bỏ tiền vô trong stock market mà tôi cứ phải chạy lên chạy xuống roller coaster, rồi 10 năm sau tôi cũng trở về cái điểm cũ. Cho nên là nếu mình tìm hiểu rõ ràng thì mình sẽ không hối hận, tại vì mình tìm hiểu mình không có bị mất mát cái gì hết quý vị, mình chỉ có thêm được kiến thức mà thôi. Chị còn một trong những cái vấn đề mà cũng khá quan tâm khi mà trong cái vấn đề mà khi mà xảy ra đại dịch Covid đó, thì mọi người cũng chơi stock và lời nhiều lắm, rất rất là nhiều trong hai cái năm đó, chị nhớ không? Đúng rồi. Thì em thấy là mọi người ai cũng tin vào là ồ, tôi bỏ như vậy tôi lời gấp đôi gấp ba, nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi, và tới sau này là mình chỉ thấy là toàn đỏ nhiều hơn là xanh. Đúng rồi. Thì sẵn đó Phương Thảo nói về stock market, China cũng update cái stock market thị trường bữa nay cho quý vị nha. Hôm nay China cũng mới ngồi xuống coi lại coi suốt 12 tháng nay stock nó như thế nào đó. Thì trước hết mình nói về Dow Jones. Dow Jones thì có lẽ là mình nghe đài đó, thường thường mình nói về Dow Jones, nói về Nasdaq, nói về S&P 500. Thì mình sẽ nghĩa là focus vô ba cái phần đó. Rất là đơn giản thôi, China chỉ nói con số thôi, China không có đi sâu về stock market, tại vì cái đó
mình ngày hôm nay mình không nói về cái lĩnh vực này, mình chỉ nói chung chung về cái sự lạm phát và cái thị trường chứng khoán một chút xíu, cho nó có nghĩa là cho nó vui thôi. Thì để mình coi là cái stock market nó như thế nào, thị trường chứng khoán nó có an toàn hay không, nó có cho nhiều lợi nhuận hay không, hay là nó là một cái roller coaster, có nghĩa là đi lên rồi đi xuống, rồi đi lên rồi đi xuống, rồi tới một lúc nào đó đó nếu mình không có catch kịp á thì mình sẽ big fall. Thì nếu mà mình nói về Dow Jones nha, 1974 đó quý vị, nó có một cái big fall, đó là thị trường stock nó xuống là 27%, 27.57% negative, có nghĩa là nếu quý vị có 100.000 thì quý vị sẽ mất 27.000 roughly. Yeah. Khoảng 27.000. Rồi cái năm mà 2008 đó thì Dow Jones nó xuống tới 33%. Có nghĩa là rất là nhiều. Thí dụ mình nuôi một cái số tiền nào đó mà nó đang high peak như vậy đó, rồi tự nhiên nó tụt, thí dụ mình có 100.000 thì bây giờ mình còn có 70.000 mà thôi. Rồi những năm sau nó lên chút, nó lên chút lại, chứ không phải là nó xuống luôn, nhưng mà nó bò từ từ, 5-10 năm sau, rồi tới bắt đầu mấy năm sau đó thì tới 2018 đó thì nó lại xuống khoảng 5 chấm mấy, và cứ như vậy tà cho tới 2022 thì nó vẫn xuống, có nghĩa là đâu cho nó vẫn xuống là 8.78. Còn S&P 500 cũng giống như vậy, cũng là từ 29% xuống tới 38%, và năm nay là 19%, 19.44%. Còn về thí dụ mình nói Nasdaq đó, NQ đó, thì cái năm nay là 2022 đó quý vị, 33%, 33.10% bị negative. Cho nên là đó là cái sự mà roller coaster, mình có muốn đi roller coaster cái kiểu đó hay không, hay là mình muốn cái số tiền của mình nó được bảo vệ vững chắc theo một cái cách an toàn khác. Cảm ơn về sự chia sẻ stock market của chị, và quý khán giả đừng ngần ngại hãy gọi cho số chị Gina 714-209-5571, và chúng tôi cũng rất là cảm ơn về sự theo dõi chương trình của chị, cũng như là cảm ơn chị đã chia sẻ cho quý khán giả về những điều rất là thú vị. Cảm ơn Phương Thảo. Gina xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang xem băng tần 57.3. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình, và Gina xin hẹn lại quý vị vào buổi nói chuyện kỳ tới.